Vâng, xin chào các bạn nhá. Rồi, đấy em lại cũng gọi là về tiếp được một cái cặp loa tay của dòng Đài Loan này, có mã đây là A70, SC70. Đấy, cái dòng này thì rất là nhiều bác hỏi này. Đấy. Phải là quá nhiều bác hỏi với dòng này. Tuần trước em nhớ không nhầm là đâu đấy cũng khoảng 7 8 bác rồi, còn chưa kể là trước tháng trước cũng rất là nhiều bác hỏi. Đấy, cứ bảo là lúc nào có về thì điện cho anh luôn nhé, rồi cho anh cọc trước tiền thì nó thật có em bảo rồi. Video là nói nhắc rất là kỹ, không bao giờ em nhận cọc tiền về mấy cái đồ này nhá. Đấy, không biết lúc nào nó về, có thể là hôm nay nó về nhưng cả năm sau nó không về thì nó là bình thường. Đấy. Bởi vì những cái dòng này thì thường nó sẽ đi theo bộ của nó. Đấy, nó không có lẻ như này. Đấy, tuy nhiên thì nhà em là gần như cứ có cặp lẻ là nhà em sẽ đặt hàng luôn. Đấy. Thì về tại vì là nhiều bác là cũng đang cần, rất là cần những cái dòng loa này. Mình có thể thay thế những con loa ở nhà hoặc là mình có thể đấu ghép thêm. Thứ nhất là về hình thức thì nó đẹp, cái thứ hai là về cái chất âm thì khỏi phải bàn rồi, thương hiệu này thì quá nổi tiếng rồi. Đấy, chất âm của nó thì đẳng cấp rồi. Về hình thức thiết kế này các bạn nhìn này, đấy, đẹp tuyệt vời nhá, mà là mạnh dạn nói câu không khác gì hàng mới các bạn. Vâng, này hàng bãi nhưng mà em dám mạnh dạn nói câu này, này không kém cạnh gì gọi là hàng mới luôn. Đấy, hàng mới thì nó gọi là đập hộp bóc tem thôi chứ còn đây. Đấy. Thì em đóng vào hộp thì về các bác cũng đập hộp. Đấy. Đây các bác nhỉ. Đấy. Đây là em còn chưa lau vệ sinh qua đấy. Còn em bóc em thấy nó mới phát là em quay luôn. Đấy. Quá đẹp luôn. Cái dòng này thì lại rất là nhiều bác thích nhá, bởi vì là nó lại là kiểu dòng màu cánh gián. Đấy, màu cánh gián bóng. Đây. Rất là đẹp luôn. Cầm đầm tay. Mặc dù là nhìn nhỏ con thôi nhưng mà cầm rất đầm tay. Đấy, những cặp này thì nhiều bác khách quen em hay gọi là đùa vui vui, hay bảo có câu đó là nhỏ mà có võ. Đấy, nhỏ mà có võ. Đấy, cái cách thiết kế bát cái thứ cũng rất là tuyệt vời. Đấy, màng giấy và gân của nó dòng gân vải tiếng đánh mềm, cái gân vải tiếng đánh rất là mềm luôn nhá, đánh cực kỳ mềm luôn. Còn là dòng gân cao su tiếng đánh nó giòn. Okay. Công suất của loa ở đây thì là 80, maximum lên tới 80. Đấy, trở kháng là 6 ohm. Mã là SCA70, cầu loa thì là cầu kẹp. Đấy. Ở đây thì nó có sau hai cái tai đeo này, đây. Đấy, mỗi một con sẽ có một cái này. Đấy, thì các bác có thể là ví dụ mà về làm loa vệ tinh thì có thể đeo lên tường hoặc là làm loa trợ lời thì mình có thể để trên chiếc bộ dàn cũng được. Đấy, đấu ghép thêm rồi nhá, nghe rất là hay luôn. Loa về ê căng thì đủ quá này, này. Đấy, con này đẹp cả căng luôn quá, không phải rõ vừa luôn này, căng kiếc về còn rất là mới luôn. Đấy, nhiều con về nhạc văn nhá, chân căng gãy này, chân đây căng gãy này, rồi nhựa nhựa gãy hết. Đấy, có con thì rách riếc các kiểu nhưng mà con này hàng về nó là tuyệt vời, hai ê căng rất là đẹp luôn. Đấy, logo được dập trên căng luôn, in trên căng là gắn vào căng luôn. Đấy. Vâng, cặp này thì giá của nó là 900 các bác nhé. Vâng, tính ra là có bao nhiêu ạ? Có 450.000 một chiếc, quá bèo giặt mây trôi luôn. Đấy, bình thường mà các bác phải đi kiếm những con này, ví dụ là người ta bán cả dàn mà chia ra thì đâu đấy nó cũng rơi khoảng là 800 một con. 800 một con là tức là giá gấp đôi. Bởi vì các bác phải lấy ra đấy thì vì người ta tách ra mà. Nhưng mà tuy nhiên thì đây là anh em lại có lẻ, đấy, nhập thì anh em lại nhập nhiều, số lượng lớn nên là nhiều khi là nó lẫn 1, 2, 3 cặp này vào thì nhà em sẽ đặt luôn. Đấy thì giá nó cũng chỉ tính theo những cái dòng khác thôi. Đấy. Thế nên là tại vì sao mà các bác thấy nhà em rất hay có những cái dòng loa VIP VIP mà lẻ lẻ nhá, bởi vì nhà em là đặt số lượng lớn. Thế nên là nhiều khi mà có cái gì tốt tốt là nhà em sẽ đăng ký ngay và người ta sẽ ưu tiên. Đấy. Một người người ta chỉ đặt được khoảng 10 bộ, 20 bộ. Đấy, với các bác thì có thể như thế là nhiều nhưng mà với nhà em như vậy thì là số lượng nó quá ít. Nó không bỏ nhập. Nhà em đã không muốn nhập thì thôi. Đấy, tức là trong vòng khoảng một tháng thì có khoảng 4 đến 5 chuyến. Đấy, thì mỗi chuyến bèo bèo nhất nhà em về thì nó cũng rơi khoảng 150 bộ. Còn thông thường nó rơi khoảng 200 đến 300 bộ. Đấy. Thì nên là số lượng nó rất là nhiều. Nên là những cái này thì người ta sẽ ưu tiên hết cho nhà em luôn. Đấy, có như nào thì họ ưu tiên hết. Thế tại vì sao mà các bác thấy kênh nhà em mà có những cái dòng này lẻ này là như vậy? Bởi vì là khi bên kia mà có phát là nhà em sẽ nhập hết luôn. Đấy.
Ok, giá thì sẽ là 450.000 một con. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ thì đặt hàng thì gọi cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác tại video tiếp theo bên em nhé.